Hôm nay tôi sẽ bút Codex Minh Vũ, cùng với tôi đó là Long Âu Đen. Long Âu Đen sẽ cùng tôi bút Codex Minh Vũ trong vòng 100 ngày tiếp theo. Mọi người hãy theo dõi tới cuối video để đón chờ được một cái điều bất ngờ phía sau cuối á. Tao tưởng Mr. Beast tặng tiền cho người khác chứ đâu ép bút Codex Minh Vũ nhỉ? Đâu ép đâu, tao tự nguyện mà. Dồi ôi, xin tao hai phút đi đại rồi. Mày ấy, mẹ mày. Vào, thế mày phải gọi tên CK cho tao vào đi. Tao bút mày ôi. Ôi, ôi, được rồi. Ôi. Mình bú trái và bú phải được. Đây này, bú phú cũng đây. Ôi, được đấy. Đâu? Rồi, hey, thôi Duy ra trận sau nhá Duy nhá. Ok luôn. Quyết định vậy đi. Hôm nào chơi quả content cứ thằng ngầu chip một bạn phải bú mấy thằng còn lại. Được không? Đúng không? Được. Cái này setup dễ à. Cái này ok, tao thấy cái này ok nhất, không phải là gay, đúng không? Vậy cái này là hình phạt. Hình phạt để nặng phết. Không cần. Có gì đâu. Có gì đâu bạn, cuối cùng cũng chỉ là bú thôi mẹ. Bú Dương. Bú đi. Chết một bạn bú được không? Dễ mà. Mẹ, xong một ván chắc còn nước bọt làm quả OT. Chết. quả OT kiểu 5v1 ấy. Ai tự nhiên chùa tao hỏng rồi. Ai tao bắn chưa bắt đầu rồi, thôi anh kiểu OT rồi. Nếu mày được chọn biến thành một con xe ở trong Cars phần 1 thì mày chọn xe gì? Tao chọn một trong hai con mà nó flash đèn vào Lightning McQueen lâu ạ. À cái Đang muốn được làm một trong hai con đấy. Anh hiểu, hồi qua em, hôm qua em mới giết. Xong về nhà chơi Valorant. Wow, em chơi Valorant á. Ui, sao em làm cái điều tồi tệ như thế nữa. Em không biết nghĩ đến sau này, em không có một cái đạo đức gì cả. Sao em lại về nhà chơi Valorant. Có mẹ làm thế mà cũng có thể khoe ra một cách tự hào được. Ôi, anh không cần những người xem như em nhá. Anh không cần việc giết thì anh còn có thể chấp nhận được, chứ cái việc giết sau đó lại còn về nhà chơi Valorant làm một cái điều vô đạo đức như thế thì chịu. Anh không cần người xem gì em nhá. Tạm biệt. Bye bye. Ê, đã thật sự là Mỹ không? Sô cây kìa. Sô cây là ở Việt Nam á, chỉ có Việt Nam mới có sô cây. Tiếp đen mẹ mày xì luôn. Chết mẹ luôn mà. Lag mẹ luôn. Là chuyện mà bị lag rồi. Đơ con mẹ luôn rồi. Đơ cả máy luôn rồi. Mày thằng Long không chơi nổi web game hả? Muốn cái gì? Muốn cái gì? Trời ơi. Duy. Này người yêu sâu hơi, em là anh mặt trời, người làm anh hạnh phúc những khi u sầu. Này người anh yêu hỡi, biết anh yêu em nhiều, đừng xa nhé, đến bên anh suốt đời. Nhưng mà đến cái tầm tháng 9, sau cái ngày 5 tháng 9 một phát, là sau cái ngày khai giảng một phát thôi, là các cháu ăn bột, các cháu cấp 1, cấp 2, các cháu xây tạm biệt CKG, các cháu quay lại ngay với cả trường lớp. Nó lại cứ hoạt động theo cái kiểu như thế. Tao vẫn đỉnh cao. Mày cái loại thằng Nguyễn Duy á, hôm nay có 248 người chứng kiến ngay ở cái khoảnh khắc này. Tôi phải nói cho mọi người biết là cái loại mà để mà livestream được như bây giờ á, mà phải hỏi cách cài OBS như thế nào và chấp nhận là nói là mình ăn cứt để biết cách cài OBS ấy, thì không có cái đỉnh cao nào cho mày ở đây đâu Nguyễn Duy ạ. À, đỉnh cao của mày là đỉnh cao ở trong cái đỉnh của bãi phân nhá. Nghe nói Marvel mời Nguyễn Duy đóng phim anh ơi. Nguyễn Duy sắp đóng phim Marvel mà. Đây chờ chút, để tôi tìm ảnh. À đây rồi. Nguyễn Duy sắp đóng phim Marvel rồi. Đây Nguyễn Duy ấy. Vào Nguyễn Duy đi đóng phim Marvel luôn à. Đỉnh. Đây chờ chút để tôi tìm một cái ảnh khác, xong rồi tôi so sánh xem có giống thằng Nguyễn Duy không. Chờ chút này. Ê, ảnh này của thằng Nguyễn Duy thì nó có quá là giống. Đây cũng là Nguyễn Duy đi đóng phim Marvel đây mà. Yes sir. Để xem sách đây.
Thôi, ta stream đây, xem sao. Thông Khánh Hưng Thắng Hiếu. Con mẹ ơi. Ông hủy diệt ngân hàng. Hiếu là leader. Quả là nó hủy diệt con mẹ. Game leader Desmond Vũ 2. Cái line up này, cái line up mà mẹ confirm 4 thằng, 5 thằng A rồi mà anh em vẫn work. Chỉ sợ thằng em nó cứ ngồi nó nghe xong rồi nó bảo không sao đơn ơi, xong đêm mà nó ngồi đang chửi thầm mẹ mấy thằng chơi bố này rồi biết đâu đang ngồi thì thầm mẹ mấy chiếc bình đang đặc biệt lối sang trần nhá. Tí vào Minecraft ta đốt model chúng mày vào Minecraft solo bố mày xem. Dám solo redstone không, dám solo fake về Minecraft không hả ông Hưng, anh nói đúng không? Nó cười trừ là đúng rồi. Con mẹ ơi. Mẹ mới thực chí kinh ngang châu bộ mày nhá. Bộ mày đi trẻ mày vô mà cả đám bộ mày diệt mày luôn. Thậm chí nhá, các bạn nghe Eminem rap mãi rồi nhưng mà các bạn đã bao giờ thử nghe bố của thầy Eminem rap chưa? Nghe này. Và tôi vừa bắn một quả fast flow 340 trên giây đến nỗi mà các bạn không thể nào bắt kịp hết cái đoạn đấy. Ui, cái đoạn rap đấy tôi freestyle về sự bất công của cái phân biệt giữa các giới tính và các chủng tộc và các vùng miền và các đất nước khác nhau và về sự nóng lên toàn cầu và về sự tàn phá môi trường của việc công nghiệp hóa. Vậy mà fast flow vậy mà ui má fast flow vậy chết rồi đỉnh luôn. Cái one man one job là nó nhét với cốc rồi cái mày được nhét máu. Lại cái chữ one man one job nữa không là... mày khiến tao phải đi kiếm ấy gì là... mày đừng xem nhé nhưng mà nếu mà mày sốt one man one job mày sẽ thấy một cái thằng nghe một cái cốc vào đó rồi cái cốc này vỡ ra. Tao ừ, rất là đấy. Vui vì tao chưa xem Chugun World Cup. Tao đã xem 37 giây của Chugun World Cup. Tao có một thằng bạn nó thuộc. Nó thuộc cái nhạc này của Chugun World Cup. Rồi hàng phong mày đi luôn, tao mày ở đây là cái. Đeo cái tai nghe chống ồn Sony của tôi. Rồi sau đấy nghe nhạc. Không nghe thì tiếng máy bay, không nghe tiếng động cơ gì hết. Nếu mà muốn ngủ thì cũng sẽ có một giấc ngủ rất ngon. Tưởng là mọi chuyện đang yên lành như thế, tôi chuẩn bị mở cái iPad của tôi ra xem phim thì tự nhiên có người gõ tay vào vai tôi. Tôi quay lại, tôi mới thấy là một ông này, ông ấy cũng bằng tuổi mà nếu mà xưng hô tử tế thì chắc là tôi sẽ gọi là một bác. Ông ấy có tóc bạc và ông ấy bắt đầu nhìn tôi. Tôi nhìn ông ấy, ông ấy bảo là ghế. Xong tôi kiểu tôi mới bắt đầu may quá vẫn giữ vé máy bay của mình. Tôi lôi vé máy bay của tôi ra 10C. Xong tôi show cho ông ấy vé 10C. Rồi sau đấy là ông ấy chỉ vào ghế 10A của bạn tôi. Ông ấy chỉ vào ghế 10A của bạn tôi và ông ấy không nói gì. Ông ấy như kiểu ông ấy muốn cái ghế đấy. Thì bạn tôi cũng lôi vé ra và cũng là vé 10A và nó đang ngồi đúng rồi. Xong rồi tiếp viên hàng không mới phải ra hỏi là ở đây có chuyện gì thế ạ? Thì ông này, các bạn biết ông ấy nói cái gì không? Ông ấy bảo là thằng ngu này, vé 10C mà tại sao lại ngồi ở đây? Rồi các bạn biết tiếp viên hàng không bảo gì không? Dạ 10C ngồi ở đây là đúng rồi ạ. Chỗ của chú là chỗ kia cơ ạ. Xong rồi tôi kiểu con mẹ vãi. Bây giờ làm sao để nghe lời người lớn và tôn trọng người lớn nếu như mà người lớn lại có thể có một cái thái độ nó vô văn hóa và vô học và nó hãm đành đạch như vậy được nhở? Rất khó hiểu. Nguyễn Duy ấy. Trời ơi, Đếp Mình Vũ này phải không? Đếp Mình Vũ đấy, Nguyễn Duy ấy. Ủa nhưng mà đây phải phép Đếp Mình Vũ không? Chính là Đếp Mình Vũ đây này, Nguyễn Duy ạ. Bà này có phải Đếp Mình Vũ không? Đúng rồi, Đếp Mình Vũ đây rồi, Nguyễn Duy đúng không? Đúng. Chuẩn luôn rồi. Chuẩn luôn rồi. Mày chỉ là cái thằng đang stream thôi. Tao là cái thằng đang stream. Tôi stream. Dạ. Yeah. Mày chỉ là một cái thằng streamer thôi Hiếu ạ. Chỉ là một cái thằng streamer kiếm được 1 tỷ một tháng thôi Hiếu ạ. Cái tầm mày chỉ tới thế rồi. Xin lỗi. Về chơi trò bịt bắt lại ông ấy. Từng con nghe buồn mày, mày phải đoán ai không hiểu.
Trời. Và vấn đề là Hiếu nó đoán đúng hết. Từ từ nhá. Tôi đoán đúng mà không cần đút vào mồm luôn mà. Buồn cười. Hôm thằng Sang ra Hà Nội với thằng Duy ấy, bọn tao ăn bún cá xong ấy, chiều chiều kiểu ở xa tao về nhá. Ok, xong Sang bắt đầu lấy điện thoại nó đặt Grab. Nó đi tao bốc tao chạy mẹ. Gái. Không gái. Gái. Tao không gái. Rồi. Tao đéo gái. Trời gái gái. Tao is replay đoạn này để các em cấp 2 có tư liệu làm fanfic này. Người yêu xấu hơi, em là anh mặt trời. Người làm anh hạnh phúc những khi u sầu. Này người anh yêu hỡi, biết anh yêu em nhiều. Đừng xa nhé, đến bên anh suốt đời.